Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người cách khắc phục cái lỗi là mic không hoạt động trên Windows 10. Thì cái lỗi này cũng khá đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra xem là chúng ta đã cắm đúng đúng jack mic chưa. Ví dụ như ở trên PC nhá, mọi người sẽ kiểm tra xem là mọi người đã cắm đúng vào cái jack chưa. Ví dụ như kiểu jack mic thì nó sẽ cắm vào cái jack màu hồng này. Jack loa sẽ cắm vào cái màu xanh này. Thì mọi người cắm sai ấy, thì nó sẽ không sử dụng được. Còn ở trên laptop ấy thì nó thường thì nó sẽ có một cổng hoặc hai cổng. Ví dụ nếu có hai cổng ấy thì mọi người cũng cắm đúng. Nhìn cái biểu tượng mic thì mọi người sẽ cắm vào cái cổng cổng này. Còn nhìn với biểu tượng loa thì sẽ cắm vào đây. Sao cho đúng. Sau khi mọi người cắm đúng cổng mic và hay là jack mic rồi mà vẫn chưa sử dụng được thì mọi người sẽ kiểm tra tiếp cho mình ở mục này. Sẽ kích vào biểu tượng loa này. Chọn cho mình là Open Sound Setting hoặc là mọi người có thể vào cho mình cái mục là Start nhé, vào mục Setting này và mục System và chọn Sound. Ở đây mọi người sẽ để ý cho mình xem cái mục đầu vào này. Ví dụ ở đây mình có hai cái đầu vào, một là cái camera của mình nó cũng có mic luôn này. Ví dụ cái camera của mình nó bị hỏng mic chẳng hạn mà mình lại chọn cái mic camera thì như vậy mình sẽ không sử dụng được. Cái mic đúng của mình sẽ là cái mic là USB Audio Device, có nghĩa là mình mua một cái tai nghe. Cái tai nghe này lại cắm theo cổng USB nhá. Bây giờ nó xịn hơn ngày xưa là có thể cắm theo cổng USB, không cần phải cắm vào cái cổng ở nữa này. Chỉ cần cắm vào USB là dùng được luôn. Nó cũng tiện. Thì mọi người xem là mình có chọn đúng hay không. Nếu mà chọn là sai thì mọi người chọn lại. Ví dụ ở đây mình chọn sai là HD Welcome CA70 hạn thì mình sẽ chọn lại là cái này. Thì như vậy là mình sẽ sử dụng lại được mic. Tiếp đến thì mọi người sẽ kiểm tra cho mình cái mục là Device Property. Ở trong này thì nó cũng có hai mục quan trọng. Ví dụ mọi người sẽ thấy ở đây là sẽ có mục là Disable hạn. Ví dụ mình tích vào này thì mình sẽ không thu được cái giọng nói mình nữa. Thì mọi người nếu mọi người thấy tích vào đây thì mọi người bật lên. Tiếp đến ở mục volume này, có rất nhiều trường hợp mình không biết tại sao nhưng nó cũng bị tắt đi. Nó sẽ tắt về không chẳng hạn, nếu mà tắt về không thì nó sẽ không thu được. Thì mọi người cứ thể để từ mức 80 đến 100 thì nó mới thu được nhá. Thì đó là cũng cái trường hợp khá là cơ bản nhưng mà cũng hay bị. Ok, mình sẽ ra ngoài nhá. Trường hợp tiếp theo mà khiến máy tính ta không nhận mic và không sử dụng được mic trên Windows 10 thì mọi người sẽ vào cho mình cái mục là Sound Control Panel này. Mọi người sẽ vào cho mình cái mục là Recording. Mọi người sẽ kích chuột vào cái mic của mình ạ. Mọi người kích đúp vào nhá. Mọi người nhìn cho mình cái mục dưới này. Xem nếu mà mọi người thấy nó chọn là mục Download này này. Ví dụ nó mục Download thì nó sẽ không sử dụng được mic nhá. Đây này. Download này, Disable này. Như vậy chúng ta cắm mic vào nó sẽ không hoạt động được. Và mọi người sẽ chọn lại cho mình cái mục là User Zip này. Device này, Enable này, như vậy là mic sẽ hoạt động lại. Còn cái mục Level lại cũng thế thôi. Nó sẽ là ở ngoài thôi. Nếu mà về không thì cũng sẽ không thu được. Chúng ta phải chỉnh lên lên 100 hoặc là tầm lúc nào tầm như là 80, 100 tùy thuộc vào mọi người chỉnh cái mic to hay nhỏ nhé. Ok, thì đó là những cái cách mà sửa lỗi mic không hoạt động trên Windows 10. Mọi người xem video thì hay cho mình xin nút like, một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Xin chào mọi người và hẹn lại. Bye bye.